đầu năm đầu tháng trước khi quay mèo hay làm gì đốt nhang trước cái đã. À, ok nè, hôm nay mở cửa hết trơn toàn bộ nha, đứa nào muốn đi đâu đi à. Wow, bông mai đẹp quá bà con. Ý là năm nay không có nhớ lặt mai luôn á, tự động rụng nha quý vị. Nè, héo queo luôn nè, rụng lá ên rồi mọc bông ên luôn. Ý trời, ông tại còn sưng nha. Đây, Phật bày mẫu. Mấy chỗ cúng mình không có quay nhiều, chủ yếu quay miễu mèo bà con coi. Cất đồ vô bên kia hết trơn, nó những cái đồ ở trong miễu mèo nó cất qua bên cái tâm này. Đi qua đây. Trời ơi, mày đâu lại vậy? Trời ơi, sổng chuồng nó ông ơi, hú hồn hú vía. Trời ơi, nó đi cái đường đó, nó bọc ra ngoài luôn ha. Rồi, tao biết đường của mày rồi đó. À, cái chỗ đó nó chui được nha. Chó nuôi ở bên này nè. Ủa sao không thấy con nào? Ờ à, đúng rồi, tại vì tôi mở cửa thông phòng trước phòng sau á, tụi nó đi tham quan bên kia hết trơn rồi. Đồ đạc thì mình để ở trong đó, còn cái miễu thôi. Mình cắm ở đâu ta? Ở bên đó đâu? À không, ở dưới đất cũng được. Lâu dữ lắm mới đốt nhang. Ngày hôm qua có để ít thức ăn nè. Ờ, chứng tỏ là ở khu này không có chuột luôn nha. Nó có chuột là nó ăn hết mấy thịt gà với hạt rồi. Sao cắm ở đây? Cắm ở đâu cũng được. Chứ hồi đó chưa có lập miễu mình cắm ở đây không à. Rồi, chủ yếu quay cho bà con coi miễu mèo. Bây giờ qua miễu chó nè. Thì mình đi tới đâu mình cắm tới đó nha. Bây giờ những chỗ miễu chó mèo thì mình quay rõ hơn nha. Đây. Ôi, thì má tao có xiên cắm nhang ghê không? Quá trời nè. Ô, có nhện làm tổ tùm lum hết trơn kìa. Mà cứ để yên không có động tới nha. Cứ dọn trong bụi tóc. À, rồi đi ra. Vô tháp. Thăm gấu vàng luôn. Ê, trời ơi sung sướng quá ta ơi. Một mình ở một căn nhà. Ê, bữa nay sủa vậy? Ờ đúng rồi. Bình thường tôi vô đây tôi ăn bẩn quần này áo kia kỳ cục lắm. Rồi bữa nay chắc nó thấy cái bộ đồ này nổi quá hay sao á. Ê, nhà đâu vậy? Trời ơi, cái nhà sang trọng chưa? Chưa có thời gian vô coi luôn á bà con. Thiệt, ở nhà chứ bận lu bu. Tới nỗi không có thời gian vô coi cái nhà này sao luôn. Bẻ bài. Mừng mà rét. Trời ơi, ở một mình nguyên cái khu vực rộng mà cái nhà thiệt là bự. Sướng dễ sợ không? Hello, gấu vàng. Ủa mà tôi qua đây làm gì quá nè. Gấu vàng ơi, năm mới vui vẻ. Ây da, sao vậy? Chúc phanh khế thối năm mới vui vẻ. Vạn sự như ý, phát tài, phát lộc nha. Gấu vàng. Ai, trời, bộ đồ mới thay mày. À, còn ông thổ thần nè. Ở trong tháp thì có khóa cửa không? Mà tháp thì đốt sao? Thì đốt đi vòng vòng mấy đứa nhỏ thôi. Còn trong này đốt sao? Mà trong này sao không có wifi? Không khóa cửa nha. Không có khóa. Rồi để cắm ở đây cái đi. Gì vậy? À mày ngứa hả? Kêu sĩ Hiếu vô chích da cho mày nha. Chịu không? Rồi, chút đi con, thả chút. Còn một cây cuối cùng. Ồ, hay quá. Đây có chỗ cắm nhang nữa nè. Nhiều chỗ nha. Thì đầu năm đầu tháng á, mình cắm nhang cho ông bà ở trong nhà rồi. Tới ra ngoài này, sẵn đi vòng vòng. Nhưng cái cũng nhiều chỗ lắm. Còn ở trong này, em mở cửa vô là một bộ nhang mới luôn. Cô gãi dữ gì con? Ừ? Bây giờ là 6 giờ sáng mùng 1 Tết nha quý vị. 6 giờ sáng mùng 1 Tết con mèo. Còn nhà của gấu vàng coi. Coi nhà bữa nay sao? Ồ, ăn Tết cũng sạch sẽ quá ha. Ồ, gọn gàng ta.
quá trời sướng. Mà mở cửa cho nó thoáng, đón gió đầu năm đi. Đây cho quý vị coi không khí của mùng 1 Tết ở tại triều đại Thế Thúi. Rất là yên bình đúng không? Giao thừa này tôi đã làm đủ mọi cách để không cho tụi nó cãi lộn với nhau, rất là hiệu quả. Tí xíu tôi sẽ up ở bên kênh Thế Thúi cho mọi người coi. Không có một tiếng cãi lộn hay là chửi lộn gì luôn. Chứ giao thừa mà chửi lộn đánh lộn là có chừng nguyên năm nhức đầu. Yên tĩnh chưa? Đó, năm mới ở tại khu vực của triều đại Thế Thúi đó. Gấu vàng à? Bẻo. Trời ơi, chạy vô con bé cua nó ông ơi. À nha. Tôi vô đây chút xíu. À là gấu vàng lại cho mọi người coi mặt gấu vàng cái đề. Nói chứ gặp gấu vàng cũng là may mắn nha quý vị. Có tất cả là biết bao nhiêu sấy không biết, năm cái sấy quá. May mắn chứ gì nữa. Nó được sống ở trong một cái nơi như thế này. Rồi cha mẹ trong lòng mẫu mà cũng được đẻ ra nữa. Có điều hơi bị nạn tí xíu đấy. Hơi lỗ đầu tí xíu thôi. Mà lại lẹ tôi còn thả nó con kia ra nữa. Thường thường mùng 1 là mọi người sẽ chọn đi đâu hay làm gì? Tôi hồi đó giờ mùng 1 là tôi chọn ở nhà. Ở nhà với những người ở trong nhà của mình nha. Mà cho tới mùng 3, mùng 4 gì đó mới đi thăm họ hàng bà con, coi như là những người ở nhà khác á. Chứ mùng 1 là tôi đều chọn ở nhà hết toàn bộ. Chứ không có thích đi chỗ này chỗ kia. Ví dụ mà có phải đi chỗ này chỗ kia như là bạn bè hay là bà con mời đi thì cũng lựa nơi nào mà yên tĩnh, ví dụ mà đông quá hay là ồn ào quá cũng về sớm. Có nghĩa là mình chỉ thuận tiện tiếp nhận những gì tới với mình chứ mình không có tự động mà tới chỗ này chỗ kia. Những cái ngày đầu năm là vậy đó. Nhìn gì đâu vậy? Rồi đã về. À, quên, ở trong tháp là đã cho người lớn vô đốt trước mà nó đốt sau. Năm nào cũng vậy. Người lớn đốt trước thôi mà. Ôi, đây cho quý vị coi. Tôi mở cửa sẵn hết. Khu này hôm qua Thế dò nhọn ở nha. Vừa ở đây mà vừa ở trong này luôn. Cái gì đây? Quạo nè. Ê, đầu năm gặp quạo rồi trời. Nhọn nè. Nó dòi khùng nè. Ủa sao ở đây hết vậy? Ủa sao cây vậy? Tôi mở cửa thông thoáng hết toàn bộ nha quý vị. Để coi con nào thích chỗ nào. Lùng mã tử lững lững không dám bước ra. Đó, cái cửa là mở luôn toàn bộ. Wow, gà béo. Đây xem sẽ up ở bên Thế Thúi cho mọi người coi cho sắp xếp như thế nào. Mà đứa nào cũng vui vẻ, không hề cãi lộn. Ủa, tụi bay cũng mày đặt ngắm cảnh đó hả? Nguyên cái sân bự ngoại bỏ. Rồi ra cửa sổ nhỏ xíu này ngắm cảnh. Thấy mắc cười quá ha. Thằng này nó nhỏ mà cái tư duy của nó là của những ông già nha bà con. Thích chơi với mấy con mèo lớn tuổi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó gặp đứa nào nó cũng thân thiện. Nó không có trẻ trâu như mấy đứa kia. Không có thích thể hiện nha. Gặp con nào cũng muốn làm quen làm thân. Như bạn già nhau có nhiều điều tâm sự hay gì. Hả? À?